mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nhớ Đây A, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án robot, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ để với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Moller. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cầm vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chatbot. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút join group. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là join group Telegram channel nhiệm vụ đầu tiên. Có vẻ như chúng ta đã join một tham gia một round của dự án này rồi. Hiện đây round thứ hai. Ta mở tiếp kênh Discord để chúng ta join kênh Discord này, mở team Twitter này và mở Facebook. Nó là lượt mở đây. Hôm nay số lượng dự án sẽ nên nhiều hơn cho anh em. Chúng ta chọn đôn này. Các bạn là lượt follow Twitter now, retweet và pin tweet. Sau đó chúng ta gửi profile. Ở đây thì có vẻ như là mình cũng đã retweet là retweet, mà thôi nát nữa mình sẽ làm lại bước này để kiểm tra xem là có cần phải lấy link không đã. Retweet trực tiếp đi. Facebook chúng ta follow Facebook, sau đó chúng ta gửi profile link. Ở đây mình cũng đã follow rồi, chúng ta sẽ lấy phần profile link, copy phần profile link và paste phần profile link Twitter phía dưới Facebook phía dưới đây. Ta join vào kênh Moller, kênh Discord của Moller. Đây có nút vary, các bạn chú ý có nút vary. Chúng ta tích vào cái dấu tích ở đây. Sau đó chúng ta copy username này. Ở đây mình cũng đã join hết rồi. Phần địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet rồi MetaMask, cho ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại page vào. Chúng ta kiểm tra về phần join vào kênh Robin Star này. Page đây. Chúng ta mở về mở cái link tweet này ra. Các bạn cũng nhớ follow kênh CryptoTown nhé. Ở đây mình cũng đã follow từ trước rồi. Copy username của CryptoTown này. Mà ai chọn close tweet, paste phần username vào đây nè. Tweet này. Ấn vào phần view, copy phần link bài đăng chia sẻ chúng ta. Paste đây. Kênh YouTube, ở đây thì chúng ta mở kênh YouTube của CryptoTown ra, chúng ta tìm đến một cái video. Video tải lên là bộ tổ chức, ví dụ còn dự án Popo này, ấn vào nút chia sẻ, Twitter. Tweet này. Ấn vào phần view. Lát nữa đây sẽ lấy link. Ấn vào avatar, ấn vào kênh của bạn. Copy phần profiling nhé. Chào mừng các bạn. Paste phần profiling của kênh YouTube chúng ta phía dưới đây này. Ta ấn vào phần referring, các bạn có link dev, các bạn đừng dev chia sẻ bè thân dev chúng ta. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Moller, một dự án game NFT. Bây giờ ở đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.